Mọi người đoán xem lần báo động này của cây tươi vui là về điều gì? Nhìn kìa mọi người, có hệ đó là nguyên nhân á. Mình mới phụ bà Út gieo hạt mới có mấy ngày mà sao cây nó lớn nhanh với lại nhiều trái vậy được? Là do bà Út dùng cái thuốc tăng trưởng này nè. Trời ơi, nè em đoán chắc là quá chất á. Con nít không biết gì đừng nói tầm bậy tầm bạ. Giới thiệu với tụi con biết, đây là ngài Bá Lân, ngài đã sáng tạo ra cái thuốc tăng trưởng này đó. Chú chỉ muốn giúp đỡ cho bà con cho đỡ khổ cực thôi mà. Con nói như vậy chẳng khác gì con sỉ nhục cái công trình mà chú đã dành cả đời để nghiên cứu. Chỉ cần nhỏ một giọt vào cây trồng thì lập tức cây trồng sẽ phát triển, sinh trưởng tốt. Mọi người nhớ nè, trước khi sư phụ và các sư huynh về á là không ai được phép ăn dụng nha chứ. Cứu con nha sư phụ ơi. Thôi thôi thôi, chạy 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 bọn mày. Lúc nãy có ai nói thuốc tôi có quá chất đúng không? Đúng rồi, là con nói nè. Là con hư lắm nha con.